Dạ, đây là một công trình kiến trúc tuyệt vời của thành phố Hồ Chí Minh. Một nhà thờ được sơn toàn là màu hồng nên còn được gọi là nhà thờ màu hồng. Và đây là nhà thờ Tân Định số 289 Hai Bà Trưng. Cái khúc này là đối diện nhà thờ nè các bạn. Sài Gòn Duy xin kính chào quý vị. Nhà thờ Tân Định có tên chính thức là nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tân Định là một nhà thờ Công giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ nhà thờ đều được sơn màu hồng. Và các bạn nhìn thấy cái đường nét chạm chỗ nè, rất là tinh vi và độc đáo. Trên đỉnh tháp chính thì có cây thánh giá là măng đồng, cao 3 mét nha quý vị. Mình thấy có rất nhiều du khách, kể cả Việt Nam và nước ngoài nữa, check-in ở đây luôn. Khi mà bạn đến tham quan nhà thờ Tân Định á, thì các bạn sẽ đi thẳng xe vào trong luôn. Có người ta sẽ giữ xe cho mình. Có một cái lưu ý mà các bạn cần nhớ là sẽ không được phép vào bên trong nhà thờ trong giờ làm lễ. Cho nên vào các khung giờ làm lễ thì để ý ha. Cái phía bên tay trái của mình là bên này nè. Thì bây giờ người ta không có cho vào, chỉ đứng từ xa để mình quay thôi. Tại vì họ ghi là đang tu sửa. Chắc là sắp sửa Noel á, cho nên nhà thờ cần là chỉnh trang tu sửa lại một số thứ. Coi như là bây giờ thì mình chỉ có thể đi vòng vòng ở ngoài rìa khúc nhà thờ để tham quan thôi ha. Và bây giờ mình sẽ tiến vào phía bên tay phải của nhà thờ nè. Đây là tượng của Đức Mẹ Maria. Nhà thờ Tân Định đã trải qua nhiều lần tu sửa, mở rộng trong nhiều sự kiện khác nhau, nhưng cũng không hề xóa đi nét kiến trúc ban đầu. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Sài Gòn Du Hí kính chúc cho tất cả mọi người luôn được bình an và sức khỏe. Ra về trong hy vọng và mừng vui.